Hello mọi người, trở lại với kênh của mình nha. Mình là Hoàng Linh đây. Hôm nay mình sẽ không đi săn bắt và làm ẩm thực mọi người. Mình sẽ đi thu hoạch đậu đũa nè. Đó. Cái này ngoài Bắc gọi là đổ đũa mọi người. Mới hái được mớ nè. Đằng sau này còn rất là nhiều luôn mọi người. Nè. Đó, cái này mình trồng cũng được một tháng ngoài gì đó rồi, mọi người. Mình không có canh ngày cho nên không nhớ mấy. Thì bây giờ nó đã cho thu hoạch, mình hái được 4 lần rồi mọi người. Lần này là lần thứ 5 nè. Lần này trái nhiều hơn. Mấy là lúc đầu nó có trái ít hơn. Cho nên lần này trái nhiều hơn, quay chia sẻ mọi người cùng xem nè. Đậu đũa ngon chưa? Đó. Trái to to dài dài không mọi người. Mình sẽ thu hoạch dài dài đó nữa nha. Nè, trái này rất là to luôn nè. Dài lắm nè. Đó, mình xem nè, dài ghê chưa? Nè. Đó. Trái dài dài không mọi người. Cái này là dài nhất nè. Đó, dài ghê chưa? Rồi bây giờ mọi người cùng theo mình thu hoạch đậu đũa nha. Còn rất là nhiều đây nè. Rồi bây giờ mình sẽ đi lại đằng kia thu hoạch dài lại cho mọi người xem nha. Trái rất là nhiều luôn mọi người. Đây mọi người xem nè, nhiều trái lắm. Để mình lấy mấy cái lá này xuống cho mọi người xem nha. Đó, rất là nhiều trái luôn mọi người. Trái đậu đũa nè mọi người. Đó, dài lắm, nó dài tốt dưới này nè. Đó. Dài tới đây luôn mọi người. Nè, còn dài nữa nè. Đó. Bên kia mình có trồng thêm đậu bắp nữa mọi người. Mai mốt đậu bắp có trái nhiều mình sẽ thu hoạch quay chia sẻ mọi người xem vị trí nha. Mồi trong cái đám bịch này ra một cái trái đậu đũa rất là to luôn mọi người. Nè. To ghê chưa? Đây nè. Mồi trong cái chỗ bịch này nè mọi người. Nó trốn ở trong đó mình không thấy cho nên là bẻ sót nó to cỡ này nè. Đó. Đây hai trái nhỏ nữa mọi người. Rồi, to ghê chưa? Giờ thu hoạch nó luôn. Chứ một trái này nữa mọi người. Cái này thu hoạch được rồi nè. To rồi. Rồi, chừa lại một trái kia nha. Trái kia hôm sau thu hoạch. Rồi đây mọi người, mình thu hoạch nãy giờ được nhiêu đây nè, mọi người thấy không? Khá là nhiều đậu đũa luôn nha. Tầm 2 ký ngoài mọi người. Giờ mình sẽ lấy những cái cọng bự ra riêng nha. Để cho mọi người xem mấy cái cọng bự to lắm. Đây nè. Đó, to rồi chưa? Nè. Đó. Mình lựa những cọng to ra mọi người. Nè, có cọng này cong cong nha. Hấp dẫn không? Này cũng to lắm mọi người.
Ờ, có cọng này hấp dẫn là nó cong cong như con rắn luôn mọi người. Như nè. Đó. Cong cong nè. Nó bị gập ở trong cái bụi gặm đó mọi người, trong cái lá mình bẻ ra này. Nó nằm trong nó cong cong như con rắn, hấp dẫn không? Trái này là mấy trái to nè, ở đây là mấy trái hơi nhỏ hơn đó. Một chùm to luôn mọi người đó. Em trồng cũng hơn cả một tháng rồi đó. À, này để tự nhiên không xịt thuốc không gì hết nha mọi người, này trồng để nhà trồng ở nhà ăn, có nhiều ăn nhiều cho nên là không xịt thuốc, nếu không phải bán thì người ta xịt thuốc nhiều nha. Đó. Nhà mình trồng rau thì để dành ăn chứ không xịt thuốc, để tự nhiên mọi người. Mình có trồng cải rồi đậu bắp nữa nè, có đu đủ nè mọi người, cải nè. Mình có trồng mấy cái dây đậu rồng nữa mọi người, hôm nào dây đậu rồng có trái mình quay cho mọi người xem nha. Rau nhà trồng ăn tốt cho sức khỏe mọi người, không thuốc men. Này mình thu hoạch được 4 lần rồi, lần này lần thứ 5 rồi mọi người. Lần này thì trái nhiều hơn rồi. Mấy lần đầu thì trái nó ít nhưng mà trái cũng to to mà. Rồi. Được nguyên một chùm luôn. Đấy, mọi người xem nè. Đó. Rất là nhiều đồ đỡ luôn nha mọi người, hấp dẫn chưa? Cái này là làm cái món xào thịt hoặc là xào mỡ, rồi xào với nhái hoặc ớt gì đó mọi người, xào cua cũng được. Làm cho tất cả các món xào rất là ngon luôn, đồ đũa này nè. Đây là thành quả mình thu hoạch nè mọi người, trồng hơn cũng gần cả tháng á, nó ra trái được vậy mọi người. À, được nhiều vậy nha, nhiều vậy chưa, tầm khoảng 2 ký ngoài mọi người, 2 ký ngoài đổ nha. Và clip mình chia sẻ mọi người tạm dừng đây mọi người, hôm nay mình không săn bắt và cũng không làm ẩm thực, thì mình muốn chia sẻ cho mọi người là mình thu hoạch cái trái đậu đũa, mình trồng và không xịt thuốc, không gãy phân gì hết nha mọi người, để tự nhiên ở nhà ăn cho tốt cho sức khỏe nha. Mọi người xem clip thấy thú vị đừng quên để lại một like cũng như comment ý kiến của mọi người bên phần bình luận video nha. Mọi người cứ góp ý những cái nào hay dở để Quang Linh biết làm những video sao tốt hơn để cho mọi người xem giải trí, ủng hộ Quang Linh nha. Và đừng quên chia sẻ video rộng rãi lên mạng xã hội để nhiều người đến ủng hộ Hoàng Linh hơn nha. Chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp mọi người nha trong clip sau nha. Bye bye mọi người.